Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của mười lực Phật? Thế nào là tướng Pháp giới của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của mười lực Phật, đó là pháp giới của mười lực Phật. Pháp giới của mười lực Phật này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của mười lực Phật. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đó là pháp giới của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Pháp giới của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng này, cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng Pháp giới của bốn điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng. Các Đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả Pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của Pháp không quên mất, thế nào là tướng Pháp giới của tánh luôn luôn xả, để các Đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không quên mất đó là pháp giới của pháp không quên mất pháp giới của pháp không quên mất này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của pháp không quên mất cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tánh luôn luôn xả đó là pháp giới của tánh luôn luôn xả pháp giới của tánh luôn luôn xả này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của tánh luôn luôn xả các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng pháp giới của trí nhất thiết, thế nào là tướng pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của trí nhất thiết, đó là pháp giới của trí nhất thiết. Pháp giới của trí nhất thiết này không đạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của trí nhất thiết cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, đó là pháp giới của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Pháp giới của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả Pháp, rõ biết như thật, tướng tóm lược, quảng diễn.